Ngày 11 tháng 8, Công an thành phố Phú Quốc cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ một chiếc xe khách bất ngờ lao xuống bãi biển Dinh Cậu tại tại khu vực khách sạn xeo thuộc phường Dương Đông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày mùng 10 tháng 8. Một nhân viên khách sạn cho biết, vào thời điểm trên xe khách biển số Long An đang được tài xế lái xe lên sân trước khách sạn thì bất ngờ tông vào rào chắn rồi lao thẳng xuống bãi biển gần Dinh Cậu. Thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 30 hành khách trên xe. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, một số hành khách bị thương nhẹ có người ngất xỉu được đưa đến bệnh viện. Trung tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã đến và phong tỏa hiện trường và tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.